chúng tôi bắt gặp Thúy Ngân ở một quán ăn tại quận 1. Cô rất vui vẻ cùng nhóm bạn của mình. Chia tay bạn bè, Thúy Ngân lên xe, cô về một căn nhà ở trên đường Trần Đình Du cách đó không xa. Theo quan sát, đây là khu nhà trước giờ cô vẫn sinh sống. Vào nhà một lúc lâu sau thì Thúy Ngân trở ra với rất nhiều vali. Thì ra là cô chuyển nhà. Không biết cô dọn nhà đi đâu nhỉ? Nghe bảo cô đang hẹn hò với một nam ca sĩ nào đấy. Theo xe rất lâu thì Thúy Ngân xuống cùng với hành lý tại một căn nhà ở quận 2. Căn nhà khá lớn như khuôn viên của một gia đình nhỏ vậy. Nhưng hình như Thúy Ngân quên mang chìa khóa vào nhà. Cô phải đợi rất lâu mới có người gửi chìa khóa nhà sang cho cô. Không biết ai đã giữ chìa khóa giúp Thúy Ngân nhỉ? Nhà cũng rất rộng. Có khi nào cô diễn viên đang sống cùng chàng ca sĩ? Liệu tin đồn kia có phải là sự thật?